Hai xin chào chị các bạn Hôm nay là một ngày buồn của em nha Hồi sáng có anh kia Anh vô tiệm em Anh hỏi E66 mới Trăm trăm Tại vì anh coi trên Youtube á Anh biết em bán Anh qua coi Em mới đưa cái hộp ra Đó Đưa hộp này nè Đây Thông tin Full of all, Đầy đủ ảnh hỏi là giờ ảnh muốn mua máy mới thì em nói là đây anh này, máy mới nè giá nhiêu 5 triệu rưỡi rồi anh cầm cái hộp xong anh mở ra mở ra anh coi phụ kiện bên trong đó anh nói cục sạc này mới quá vậy tại sao mười mấy năm trời vẫn còn máy mới là sao là sao cái cục sạc này mới quá rồi xong rồi anh móc cái máy ra anh móc pin ra đây mình bú bù bú sử dụng tám tám đó đó anh nói là tại sao máy mới bây giờ mười mấy năm trời Những máy mới là sao rồi cũng không chưa 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 để em tường thuộc lại hồi sáng rồi anh mở ra anh coi nè đó cái Thấy không tại nghe mới tin bao da nữa chứ đó rồi xong anh hỏi á cái máy này á anh hỏi em là câu là anh thấy thì em nhanh luôn luôn gia bảo cái máy này phải phải máy mới không hay là máy trung quốc rồi em mới nói là anh ơi cái này máy mới anh full hợp chưa dùng máy mới nha khẳng định nhầm nhầm em bao luôn ổng cũng không tin nữa ổng nói làm cái gì máy mới em cái máy này bây giờ á thà anh nói máy cũ á thì anh còn tin chứ bây giờ máy mới đầu ra mười mấy năm trời rồi mới mới và cái những thằng này anh thấy trên mạng tôi đó chia sẻ là đàn trung quốc máy dựng đồ lô rồi không làm mới mới rồi em mới tư vấn là à, anh ơi anh thử lên mạng kiếm đi có ai mà giống hợp với em đâu nè cái hộp nè xạo đâu nè vodafone nè thấy chưa nè vodafone mới nè thấy không vodafone chuẩn người ta nhưng mà nói gì ông cầm đã ông trượt đi xuống nói thôi không được đâu anh tưởng cái máy là zin đẹp mà chạy chạy thì anh mua còn mà máy mới kiểu này là anh ghi là trung quốc rồi anh không mua đâu đó rồi anh, anh, anh cầm xong mà anh anh test anh mở nguồn anh test sơ sơ cái anh cũng không chịu mua luôn anh nói là riêng anh ở thời điểm bây giờ năm 2021 nếu mà máy mà gọi là chạy chạy anh mới mua chưa máy mới vậy là anh là anh biết trung quốc đầy mạng rồi đó anh nói gì đó không biết anh hồi sáng có có tới tiệm coi không thì cứ coi lại nha đó đó anh nói vậy, câu rất buồn luôn rồi anh cầm coi xong rồi anh test sơ sơ anh nói là thôi khi nào có máy chạy mà sức sướt á chạy nhiều nhiều á thì liên hệ anh anh quay lại anh mua còn mới là anh không tin đâu tại vì bây giờ khó lắm mười mấy em trời mà mới mới là tàn đồ trung quốc không à rồi ơi buồn dễ sợ luôn ổng ra đi lặng lẽ luôn ổng cầm cái vỏ ổng đi ra đi về đó, thì hôm nay em sẽ quay clip lại cho anh chị xem Đây Vodafone nha, Vodafone đàng hoàng Rồi, đó Đó, chạy logo đàng hoàng Đó, thấy chưa Quá chuẩn ta luôn, nhưng mà nói đi. Trung Quốc thì buồn dễ sợ luôn Bấm vô cho lẹ Đó Có sóng liền, 3G lên liền Em đang quay trong cái tiệm của em Nên sóng nó hơi yếu nha, tại cái tiệm em nó kỳ lắm đóng cửa hết ga sống bị giật dữ lắm đó. đó bây giờ lắm nè nè thấy chưa em hỏi thiệt với mấy anh luôn mà trên chơi, chơi đi thôi, cổ lâu năm coi kỹ giùm em cái clip này nó thật chân thành luôn đi mấy anh gọi là đúng mà dưng chơi đồ á nói gì em một tiếng có phải trung quốc không <laughs> em nản quá rồi thiệt Nè, bây giờ kiếm cho đề máy năm mấy rồi Đó 2010 đến giờ rồi Chuẩn bị là 12 năm trời rồi Mà kiếm một cái máy mà E66 mới New trăm Ở đâu mà ra nữa Thì Đó Mấy ngày nay á Khách của em trên mạng á Alo em hỏi E66 còn không Em nói hết rồi Tại vì cái anh đó hồi sáng mà nói là Ghé lấy Nên em cứ ưu tiên cho anh ấy Nha Em ưu tiên cho anh ấy là để anh ghé lấy tại vì mình mình thích bán nhiều khách để cho mỗi người có một cái cái trải nghiệm của hàng của mình. Chứ có nhiều anh em nói thiệt nha, có nhiều anh đó, ở ở bên em á mua một người mua mấy chục cây luôn, mấy mới không. Cho nên em chỉ muốn là mỗi khách một máy để cho người ta biết thương hiệu mình thôi. Nhưng mà ai ngờ anh ấy anh cầm một cái, anh sáng tới anh cầm cái. Thôi mới quá tôi cũng không tin đâu ra bây giờ cuối cùng quay lại đến đây nè đó em quay cận cảnh này. đó giờ yeah. đó chui sạc nhỏ bên hông nắp lưng đó đầu giờ yeah. dở yeah. quá dữ luôn mà giờ mà nghĩ sao buồn dữ sợ bây giờ vô thử chuông nè Còn đâu chơi đó anh chị Cái trượt nó cứ yên tả nè Nhẹ nhàng luôn thiệt. Anh nào mà mua máy này được á Em khẳng định chăm xài 2-3 năm mà đừng có mà Đi nhậu quăng vô bia Đi quăng chọi đập 2-3 năm chưa hư nữa Tại vì anh chị xuống tiền vô điện thoại cổ mà nêu Thì anh chị không lo gì hết Đó đó rồi. Em test sơ sơ thôi nha Chứ bây giờ Khách hàng giờ khó nói quá mình đi gom hàng new người ta cũng không tin mà mình gặp mình gom hàng giận á thì người ta cũng chửi mình bán hàng giận người ta người mình gom những hàng chày xấu á, thì bây giờ nó là bán máy đồ chạy cũ dữ vậy thật sự khó khó mà chiều lòng mấy anh quá <laughs> em cũng thua đó rồi ok cây này nếu mà anh hồi nào sáng không lấy thì em sẽ để lại anh kia một anh đã chuyển khoản rồi hồi chiều rồi ok cảm ơn chị xem clip nha chúc anh chị vui vẻ Hello xin chào